lãi suất trái phiếu của Ý giảm xuống đến mức thấp nhất của 9 tháng. Hôm thứ Tư, Ý đã bán được 6.5 tỷ euro trái phiếu một năm tại cuộc bán đấu giá nợ của HOME. Lãi suất đã giảm xuống đến mức thấp nhất trong 9 tháng, nhờ một sự gia tăng thanh khoản trên thị trường. Đã có những dấu hiệu nhẹ nhõm sau đợt bán đấu giá trái phiếu đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Mario Monti công bố ý định rời khỏi văn phòng Thủ tướng sớm hơn hạn định. Nhưng các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng về bất ổn chính trị. Ông Monti đã nói rằng ông sẽ từ chức ngay sau khi ngân sách 2013 được phê duyệt. Việc ông Monti từ chức sớm đã làm dấy lên lo ngại rằng Ý có thể đi lạc hướng đối với chương trình cải cách kinh tế, đặc biệt là nếu cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi được bầu trở lại. Tuy nhiên, một số người nhìn thấy chương trình mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu như là một đối trọng có hiệu quả và mong muốn không đạt được mục tiêu vay mượn cho năm tài chánh khi tổ chức một cuộc bán đấu giá trái phiếu cuối cùng vào thứ Năm.